khi thẩm phán nhận tiền để chạy án nhưng không xong, điều gì sẽ xảy ra? Chạy án là một tình trạng trở thành phổ biến tại Việt Nam và được coi là một lỗ hổng lớn trong ngành tư pháp. Đó là một trong lý do khiến tình trạng công lý luôn bị quan tòa bẻ cong. Kẻ có tội trở thành không và ngược lại. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 3 tháng 5 đưa tin Phó Chánh án tòa huyện bị đâm trọng thương tại phòng làm việc. Bản tin cho biết nguồn tin riêng của báo Tuổi Trẻ online tại Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án Tòa Nhân dân huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương khi đang ở phòng làm việc. Phó Chánh án Tòa án huyện bị đâm trọng thương khi đang làm việc. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 5, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo có người tấn công cán bộ tòa án nên đã cử một tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Theo đó, khi đang ở phòng làm việc của mình, Phó Chánh án Tòa án huyện Cam Lộ, ông Nguyễn Văn Quý đã bị một người đàn ông xông vào đâm trọng thương. Nhân chứng tại hiện trường xác nhận ông Quý bị đâm khi đang trong phòng làm việc của mình. Tờ báo Sức Khỏe và Đời Sống cũng cho biết thêm, ông Quý đang được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với rất nhiều vết thương, có cả các vết thương sâu. Tuy nhiên, tình trạng ổn định. Trên mạng xã hội và các diễn đàn như Quảng Trị 24, Người Quảng Trị hay Tin Nóng Quảng Trị, đa số các ý kiến cho rằng khả năng cao ông Quý do lỡ nhận quà từ gia đình của bị cán nào đó nhưng không thực hiện được cam kết nên bị tính sổ. Đồng thời, nhiều ý kiến không đồng tình với hành vi sử dụng bạo lực nhưng cũng cho rằng phải xem xét nguyên nhân của hành vi trên. Việc hung thủ vào được tận phòng làm việc của ông Quý không phải là chuyện dễ dàng vì các trụ sở tòa án đều có bảo vệ, nếu không được xác nhận có quan hệ quen biết hay đã từng đến nhiều lần thì khó có thể vào được cơ quan này. Facebooker Lê Công Anh Tuấn tỏ ra biết rõ vụ việc đã tiết lộ. Không có cái gì là tự nhiên cả, do xử án không công bằng, cứ mấy thằng cậy quyền, cậy chức ép dân thì người ta chịu không được, phải dẫn đến vậy thôi. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, cũng là một người hết sức bê bối khi cho, nhận và mua dao thớt từ chợ đem về để làm bằng chứng kết tội tử hình. Công luận cho rằng việc người nhà bị án dùng tiền để hối lộ cho các cán bộ trong ngành tư pháp và bảo vệ pháp luật để chạy án là điều hết sức phổ biến. Nhiều đại biểu Quốc hội từng đặt câu hỏi vấn đề tình trạng tiêu cực trong ngành tòa án, trong đó có nhiều cán bộ tòa án tham gia chạy án. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, từng thừa nhận rằng có một số không ít cán bộ công chức tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiêu cực nhận tiền của đương sự để giảm nhẹ tội. Và đó cũng là lý do vì sao số vụ án đưa ra xét xử thì ít, nhưng số bị cáo được hưởng án treo, phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%. Thậm chí giới thạo tin cho rằng việc chạy án hiện nay đã trở thành một hệ thống có tổ chức với sự kết cấu giữa các cơ quan tư pháp sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Toàn bộ quá trình chạy án có sự thống nhất chung giữa công an, viện kiểm sát, tòa án. Bất kỳ bị án nào đều có tiền và nhờ được đường dây này là họ lo đến từ A đến Z. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến một thực trạng ở Việt Nam hiện nay, đó là bất cứ án gì ở mức độ nào, nếu có tiền là lo được hết, kể cả án tử hình cũng có thể. Đối với các vụ án lớn nghiêm trọng, nếu có một thế lực lớn đứng ra bảo kê thì không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Đó cũng là lý do khiến cho trùm xã hội đen Nam Cam đã từng tuyên bố rằng cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn kẻ chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu. Một người dân Hà Nội nói với tờ Thời báo .d rằng, nói thật, án gì cũng chạy được, án khó đến đâu miễn có nhiều tiền, nhờ chạy là xong. Từ án tử hình xuống chung thân còn chạy được, có gì đâu, chưa kể đến việc mua để thay người bị tử hình. Ở Việt Nam có những chuyện mà chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Ở Việt Nam hiện nay không chỉ có tình trạng cứ bắt là có tội, cứ ra tòa là có án, mà còn có chuyện có tiền để chạy án sẽ là thoát tội. Khi ấy, tội nặng sẽ thành tội nhẹ sẽ trở thành vô tội, là chuyện ai cũng biết. Bây giờ, chuyện chạy án đã là phổ biến, được người ta nhờ vả công khai. Ở Việt Nam không có công lý,
do không có một tự nền tư pháp độc lập và tam quyền phân lập. Một khi người dân đã không còn tin vào pháp luật thì việc bỏ tiền chạy án chính là cứu cánh của họ, nên chạy án vẫn còn tồn tại và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin khi thẩm phán nhận tiền để chạy án nhưng làm không xong, điều gì sẽ xảy ra? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Đại có dám chọn ghế Chủ tịch Quốc hội để nhanh chóng thay thế Tổng Trọng hay không? Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn thuận về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội khóa 15. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 1 tháng 5 đưa tin đồng ý việc khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Bản tin cho hay tối tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông báo về việc cho phép khởi tố, bắt tạm giam và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Bản tin trên báo Tuổi Trẻ liên quan đến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Trước đó vào ngày 26 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046 tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam. Được biết, ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê tại Bắc Giang, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó về làm cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã Bắc Giang. Ông Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 từ tháng 7 năm 2021 cho đến nay. Hôm 15 tháng 4, Bộ Công an đã bắt 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang có dính líu tới vụ án tập đoàn Thuận An và 2 lãnh đạo công ty này về các tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Trong đó có tên ông Dương Văn Thái với cáo buộc nhận hối lộ lớn từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Thuận An. Cũng liên quan đến công ty Thuận An, vào ngày 22 tháng 4, Bộ Công an đã bắt ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Vụ bắt giữ này được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông Vương Đình Huệ, ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới, phải xin từ chức. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay đang là một nhân vật rất quyền lực. Công luận thấy rằng tin khởi tố và bắt giam ông Dương Văn Thái đã xuất hiện cách đây khoảng 20 ngày. Do đó, việc nhắc lại nghị quyết số 1046 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào ngày 26 tháng 4 đối với ông Thái là điều bất thường. Đây có thể là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của ông Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, một nhân vật thân cận với Vương Đình Huệ cũng sắp phải ra đi. Được biết, ông Bùi Văn Cường cũng là người thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký thông báo triệu tập phiên họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15 vào ngày 2 tháng 5. Nội dung kỳ họp này là xem xét các vấn đề nhân sự sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị cho thôi các chức vụ. Trong kỳ họp bất thường lần thứ 6 vào ngày 21 tháng 3, Quốc hội khi đó cũng đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Võ Văn Thưởng. Theo một hãng tin quốc tế, phiên họp bất thường của Quốc hội Việt Nam lần này sẽ chuẩn thuận cho Vương Đình Huệ từ chức. Đồng thời, khả năng cao Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn người kế nhiệm cho hai chức danh đang bị bỏ trống. Theo giới phân tích, nếu như theo tiêu chuẩn tứ trụ là phải trải qua một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị, thì nay đảng chỉ có hai ứng viên, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm, là những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để chám vào hai vị trí này. Nhiều ý kiến cho rằng có thể bà Trương Thị Mai sẽ làm Chủ tịch Quốc hội, còn ông Tô Lâm sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi vào phút chót, vì nhiều diễn biến diễn ra rất phức tạp trong thời gian gần đây, khi nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục có những cuộc bắt bớ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã già. Tuy nhiên, vị trí Chủ tịch nước là một chiếc ghế có rớp mà trong vài nhiệm kỳ gần đây đã liên tiếp có nhiều người Chủ tịch nước gặp tai nạn. Có thể như ông Trần Đại Quang, người qua đời sau khi giữ chức này được hơn 2 năm,
trong khi hai người kế nhiệm ông là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đều phải rời chức phụ khi mới tại nhiệm kỳ được hơn có một năm. Chưa kể đến việc từ vị trí Chủ tịch Quốc hội rồi trở thành Tổng Bí thư cũng đã có tiền lệ, như hai ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng, nên có nhiều khả năng ông Tô Lâm cũng muốn chọn ghế Chủ tịch Quốc hội của ông Huệ để ngồi tạm trong thời gian ngắn trước khi chuyển sang ghế Tổng Bí thư thay cho Nguyễn Phú Trọng. Quốc hội Việt Nam khóa 15 dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 7 trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 20 tháng 5. Việc Quốc hội phải triệu tập kỳ họp bất thường lần này được cho là do áp lực của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại có chọn ghế Chủ tịch Quốc hội để nhanh chóng thay thế Tổng Trọng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.